Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đi đến quận Thốt Nốt của thành phố Cần Thơ để ghé nhà của anh Năm Mến, giới thiệu cho quý vị các bạn một số cây kiểng. Rồi hôm nay có giới thiệu gì anh Năm ơi? Chào anh Tấn ơi, chào tất cả bà con trong nước nha. Hôm nay tôi cũng có lên một số hoa giấy Mỹ và 4 cây nguyệt quế, một cây Mỹ Hồng với một số bông giấy Mỹ giống và cây Mỹ Hồng giống. Nhờ quý vị ủng hộ cho Năm Mến thật cây giống không anh? Dạ. Cây con thì, dạ cây con. Còn cái này thì cũng là cây hoa giấy Mỹ nha quý vị. Có nghĩa là trồng cũng mấy tháng nay nó cũng đâm đọt mạnh đó. Nhưng mà không có dép nha, cái này là nó còn nguyên bản nó chứ mình không có dép. Đây là cây hoa giấy Mỹ. Rồi, đó hoành đây anh ơi. Rồi bây giờ mình đo hoành. Quay qua đây, quay qua đây. 15 14 14 14 hoành nó 14. Bề cao nó thì 76, 75 76 đó quý vị. Là tất nhiên là 7 tấc mấy đó. Còn cái tán ngang thì chừng có né né đứng phía sau anh. Được rồi, đo đo không đo phía sau được rồi. Thôi cởi đi cái này phôi đi. Cái tàn này phôi mà. Quý vị coi như cái tàn này bỏ cũng được. Nếu mà quý vị có chốt mua thì chúng tôi cũng ship mà quý vị bỏ cái chậu lại cái qua giấy thì nó cũng rất là dễ sống mà quý vị. Rồi cây này như dễ sống. Cây này cây 1A quý vị để quý vị là 600k nha. Rồi 600k. Rồi 600k toàn quốc anh. Bao bao toàn quốc luôn. Rồi cây số 2. Rồi tới cây số 2A. Để chữ A cho nó sang sang chút coi. Có A có B. Cái đây là cây rồi, số 2A. Cũng là cây đâu hoành đi. Cũng là cây qua giấy Mỹ, coi như bán phôi đi. Bán phôi. Cái cành đó cãi nó. Cái này là 11. Rồi hoành 11. Hoành 11 nó cái đế nó thì cũng một cụm đó quý vị. Thì nó cũng là nguyên bản. Có chạy chạy cái da chút ha. Cái này thì nó cũng di chuyển nó cũng hơi dập chút đỉnh. Rồi, nhưng mà không đến nổi. Cao khoảng 40. Cao khoảng chừng cỡ 40, 40 bốn ngoài vậy đó. Rồi thì cây cây này thì giá cây 2A thì giá cũng 600k. Rồi. Bao toàn quốc luôn. Đọc số điện thoại này. Số điện thoại 0932 187823. Số Zalo luôn đó quý vị. Đây có số cây tới cây 3A. Cây 3A thì cũng cây qua giấy Mỹ. Cái này nó cũng chạy chút đỉnh quý vị, nhưng mà có cái là nó không sao, không rồi. Không có lộ ra chạy đỉnh tại tôi tha keo rồi cho đó hoành lên. Ngày cái hoành cũng em tha keo rồi, phải không? Tha keo hết trơn. Cái giấy Mỹ thì nó cũng ít có bị hư. 17. 17. Nó cũng thôi đó quý vị. Cái này cây 3A thì cái giá thì cũng nó hơi lớn hơn mấy kia, để là 800k. Rồi cây cũng 3 bao toàn quốc 800. Cây số 3A. Rồi, số có gì đâu cây phôi mà. Cây này bự mà. À dướng không? Thôi cao dữ vậy. Cây này cây lớn. Cây này là cây 4A. Cây này nó bự rồi quý vị. Ở đây nó cũng cao cái đi anh. Đó chiều cao cái đi. Tiết kiệm nó cao nó là hết dây đó. Khoảng chừng thước tư thước rưỡi. Rồi. Nó đâm rất là mạnh, chút xíu mình đo hoành, chút xíu lại gần đo hoành. Ở đây thì nó cũng có luộc một tí nè. Nhưng mà trước nay thì tha rồi nó im ru chứ không có gì hết. Trong già chút. Trong già chút. Bây giờ mình đo cái hoành. 24 đi. 24, hoành 24. Nếu mà quý vị có mua thì tôi cũng làm cái cách là tháo chậu ra, mình trồng lại từ đầu. Tôi cũng có đem ra Hà Nội mấy lần nữa, nhưng mà mấy ông ngoại mấy bà con trồng cũng tốt, không có gì mà nói rất là dễ trồng. Ở đây là cây 4A thì giá 1,2 triệu quý vị, bao cũng toàn quốc luôn. Rồi tới cây 5A, cái cây này nó cái dáng nó hơi bay nha, cái cũng rất là dễ thương, không có bự hung gọn gọn nhưng mà cũng rất là dễ thương. Rồi 600 ha anh. Cái cây này thì cái đế khoảng chừng cỡ rồi đo chừng 18 gì. 17. 17 rồi, cái bề cao của nó thì 58 cỡ như 50 thôi. Cái bề cao cũng không quan trọng hung. Đế nó cũng một đống đó. Thì cũng cây 5A thì giá 600k. Cũng bao toàn quốc. Số
Rồi tới cây số 6A, cũng là một cây hoa giấy Mỹ nguyên bản. Rồi quý vị nào có biết ghép thì mình đem về mình ghép cho tôi, thì cái vụ ghép tôi cũng không dành lắm ha. Rồi cao đi anh, đây là cái bề cao, cái bề cao thì khoảng 1 mét nè. Rồi 1 mét cũng ra hết trơn rồi nè, ra nhánh hết rồi, nhanh dữ lắm đó. Bây giờ mình bỏ nước là có thể là nó ngược. Bỏ nước là có thể nó già ấy đó. 20 Rồi, 20 quay vòng đi. Cây này cây 6A. Cũng rồi. Có 6 cây hoa giấy Mỹ hả quý vị? Cây này cây 6A thì cũng để cho quý vị là 900k. Là tất nhiên là 900 ngàn đó, bao toàn quốc luôn. 900 ngàn đi, cả ca. Không biết ca là cái gì hả? 900 ngàn. Rồi. Rồi, đây là tới cây hồng phấn lá quắn dáng thông. Bông cũng thuần chậu là trồng hồi nhỏ tới lớn quý vị. Rồi nó cao khoảng nhiêu đi anh? Cái bề cao của nó khoảng 70, tất nhiên là 7 tấc đó. 7 tấc. Tán ngang khoảng cái tán ngang chừng cỡ 4 tấc. Rồi mình đo cái hoành đế ha. Cái hoành đế nó thì 6-7 gì. Nhiêu? 8 mấy hả nè. Gì 8 đi. Cải 8 đi. Ờ 8. Nó cũng thần chậu đó quý vị. Thần chậu thì rồi, giá luôn. Giá của nó là 450.000. Rồi. 450. 450.000. Rồi. Số. Đồng giá hết luôn hay gì? Cây đó thì cũng cây này thì nó cũng tương đối quý vị, nó cũng tương đối cặp gì đó. Đọc mã đi, đọc mã đi. Cây này cây số số 8. Chiều cao cũng 70. Chiều cao cũng 70. Cái đế nó cũng tương đối vậy thì bây giờ rồi, cũng là cái giá là 450k thân chậu. Rồi. Trồng mà nhỏ tới lớn trồng chậu luôn. Hoành, nhưng mà hoành, khoan khoan hoành 7 ha. 8 gì đó. Hoành 78 gì nè, đây nè. Ừ. Thấy nó 78 đi. Thì cũng vậy đi thôi, 78 đi nó tương 78 thì không lớn nữa đâu. Còn cũng 450k. Rồi. Coi như bán cây đi. Cây này tới cây số 9, nó cũng là cây hồng phấn lá quắn. Cái bề cái bề cao của nó là 78, kể như 75 đi. Rồi này nó cũng 40. Có bông rồi. Bề ngang 40, bông rực rỡ. 8. Nè số 8 nè. 7 à. 8 hả? 8 hả yếu, kể như 7 đi. 7 cũng được. Không sao đâu, 7 cũng được. Dịch thẳng vậy. Rồi, đó. Cây cái cây mà. Này thì mình để cho quý vị là 500 ngàn bao rồi. Toàn quốc luôn ha. Rồi cây đó toàn đẹp. Đúng rồi. Nè. Cây số 10. Con nhớ ta. Tới cây số 10 là cây này là cái tàn của nó tròn như trái banh lông ha. Cái tàn rồi. Như đờ ro. Cây này nói chung là cây này cây bứng nha quý vị, chứ không phải là cây thần chậu, nhưng mà rồi cho đo cái tàn chứ. Bứng cũng ngon làm. Cao ngang chứ đi. Bề cao của nó là ngược quay vậy. Bậy không, đo sát yếu hay là tốt dưới gốc ở. 65. 65. 65 mà bắt đầu chiều ngang nè. Ngang cũng 65 luôn quá. 65 68 gì đó. Bề ngang cũng tương đối. Trái banh vậy đó. Nó chọn như trái banh nha. Rồi đo hoành đi. Mình dịch cái này lên coi. Cũ dữ lắm. Một cốt cho nó. Một cốt luôn. Đó là 15. 15 là trên đó. Rồi 15. 15 hơi rộng hơn, kể 15 thôi. Một cột, một cốt một. Quay quay dạch dạch lên quay quay. Rồi. Một cốt một hàng đã dữ lắm. Rồi. Rồi. Giá luôn. Báo giá là 1.400.000 bao ship toàn quốc luôn. Ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây nào? Cây số 1 á. Nguyệt Quế phải không? Ta biết rồi, tao tới. Rồi bây giờ tới cây Nguyệt Quế nha. Cây Nguyệt Quế bông chùm lá chung. Ha, ngồi bên đây nè, người ngồi xuống đây, người ngồi bên kia. Ngược nắng. Bị cái cây này nó bự quá cái gì? Nó bự quá mình không có thể đem lên trên bàn được. Bây giờ mình cứ quay, quay đi, không có đem đâu hết á. Câu cái tàn sơ sơ vậy thôi. Cái tàn rất là thoáng ha, rất là đẹp. Rồi lá gì mà báo anh ơi? Lá chung mà bông chùm, tại vì hôm qua bứng á, quý vị bứng. Rồi, cây này cây gì? Số mấy? Cây Nguyệt Quế số 1. Thì cái này với cái kia là một cặp đó, nhưng mà rồi, cây rồi, này rồi, số 1. Rồi đó hoành lên. Cao nhiêu? Cao lên cao đi.
Cái bề cao của nó khoảng 2 mét, này là mét dữ nè ha. 2 mét hay 1 mét mình kể 2 mét thôi. Cái tàn tán ngang của nó thì khoảng cỡ mét tư. Tàn thông rất là đẹp luôn. Bây giờ hoành nè, bây giờ bắt đầu ở đâu hoành. Cây này bông đẹp lắm quý vị, nó cũng rất là đẹp. Rồi, 57 á. Rồi. Nó đế bình thường. Đế cũng bình thường, cũng không đẹp quá nhưng mà cũng coi được được. Tàn rất là thoáng. Mày xây cái mặt kia qua được không? Xây được. Cây này cái cây số 1. Rồi, cây số 1 là cây số 1 thì cái giá hay là bán cây 3 triệu. Bây giờ mua một cây cũng bán, mà mua một cặp cũng bán luôn. Một cây 3 triệu. Giờ tới cây số 2. Cây này 3 triệu luôn. Ừ, cái cây này nè nó cũng vậy đó. Cao tương đương luôn. Lắc lắc cái tàn coi nó đều không? Nè. Xây vòng nhẹ xây luôn. Vòng, xây vòng đi. Rồi nguyệt quế lá chung bông chùm phải không? Rồi lá chung bông chùm bao sống bao ship luôn. Rồi, cao cũng 2 mét luôn đi. Bao 300 km nha. Ngang cũng 1 mét 4 luôn đó. Có một thân một thân một cốt một tới lên trên không có được hai cốt. Một thân một cốt đưa lên tới luôn. Hai cốt mình tính tiền hai cốt hay gì? Hai cốt không giá trị chứ tiền gì. 27 luôn. 27 luôn. Nó tàn thông rất là đẹp luôn. Rồi 3 triệu luôn. Thì cái giá cũng 3 triệu luôn. Cây này với cây này là một cặp đó, mua cặp bán cặp, mua một bán một. Cặp thì có giảm chút đỉnh. Nếu nếu gần thì mình thương lượng giảm chút đỉnh, nếu gần, còn xa thì không giảm. Dạ. 300 km. 300 rồi cây này. Vào tới cây 3 triệu luôn phải không? Cây số 2. Cái cây này thì nó cũng tàn thông tròn vậy đó, nhưng mà từ từ lại đi, cái cây này thì giá hơi kém hơn chút. Rồi cho chiều cao đi, từ xa đó báo chiều cao chứ đi. Báo chiều cao con. Rồi. Cũng cỡ như cây nãy đi. Rồi. Hơi thấp hơn chút đi. Rồi. Rồi, 1m4 luôn. Nè bông được phải không? Bông dữ lắm, bông chùm luôn ha. Tàn thông rất là đẹp. Xay ngang cái đi, xay hơi đi, xay tiếp rồi. Rồi đo hoành lại cho bà con coi luôn. Rồi đo hoành cho bà con coi đi, đi ngang đó hoành đi. Hoành đi, cái cây này thì... Rồi 8, bỏ cái tử ra, 8, bỏ cái nhánh đó rồi. Rồi bỏ cái nhánh ra đo nhiêu. Bỏ cái nhánh đó đi con, ừ. Xích xuống chút. Xích xuống chút. Rồi 22, 23. 23 đi. Cái nhánh này hồi đó nó chùi ra, nhưng mà cái người chủ người ta không thích chùi, người ta cắt cho nó quặm xuống. Rồi nó xay đó hồi chú tên, xay hồng. Thôi vậy được rồi. Xay hồng, xay hồng. Rồi. Đó, cái cây này nó cũng thân cũng lắc lượng nữa quý vị. Cái cây này thì để cho quý vị là cây số 3. Nguyệt quế số 3. Cây nguyệt quế số 3 để 2 triệu rưỡi. Bắt đầu cây nguyệt quế số 4 nó là có 4 cây hà. Rồi, cái thân nó cũng lắc lượng lắm. Rồi. Đó. Rồi cao cũng cỡ mấy 8 ha. Cái này nó cũng là một cặp đó. Rồi mấy 8 cũng cái loại hoành đi con, nó hoành. Cái bộ đế này cũng đẹp lắm, bộ đế nó có một thân hả quý vị, cây nguyệt quế có một thân một thôi, nó lên rồi mà có nhánh chứ. Rồi. Rồi cái cây này thì cũng để quý vị là 2 triệu rưỡi. Cây số 4. Cây số 4. Cũng như cặp kia thì 6 triệu mà cặp này thì 5 triệu đó. Đó, cặp này 5 triệu. Rồi mua hết 4 cây thì sao? Mua 4 cây một chỗ bớt. Tặng cây bông giấy nhỏ nhỏ luôn. Rồi tới gì? Tới cây Mỹ Hồng hả? Rồi tới cây Mỹ Hồng. Tới cây Mỹ Hồng cổ. Rồi để nó nguyên nó đi. Xe nào xe được dân hà? Gì đi. Xe im lắm. Xích dài cho. Được. Rồi thôi được rồi. Rồi, cao bao nhiêu? 2 mét luôn. Mỹ Hồng số mấy? Cây Mỹ Hồng có cây bự hả? Không có số gì chăng. Rồi không số. Cây Mỹ Hồng thôi. Có cây một rồi Mỹ Hồng cổ một à. Rồi cao rồi đấy. Một cốt. Tán ngang khoảng mét đi. Khoảng mét đi. Nó không có đều. Chỗ lớn chỗ nhỏ. Không có đều. Rồi hạ hoành cốt. Hạ hoành đi. 16. 16. Gần 16 đó. Rồi. Đó, cốt nó vậy đó. Rồi, giá sao anh ơi? Cây này thì giá 5 triệu á nhỉ. 5 triệu cây Mỹ Hồng. Cây 5 triệu cây Mỹ Hồng. Cây này đi rồi hả? Hai cây Mỹ Hồng có mà. Rồi, còn cái gì? Rồi, tới
hai cây mía hồng con. Mía hồng mini, rồi một cây đi, rồi một cây nữa. Cây mía hồng này, cây mía hồng cũng một cốt quá vậy, nhưng mà thần chậu luôn ha. Rồi bán cây hay sao? Bán cây đi. Nhiêu? 250. Cây này là 250. 250. Ờ. Chiều cao khoảng 40. Ờ. Cũng có một thân mộng nè. Cái rồi chiều cao khoảng 40 đó. Cái cốt của nó thì nhỏ nhỏ hơn giò cái một chút. Bự hơn tay cái, cỡ ngón tay cái mình. Rồi. 400.000. Rồi sao? Hai cây này có mã số gì không? Không, bị nó có hai cây hả? Là hai cây con. Cặp 500. Cặp 500. Ừ. Rồi, giống hệt. Rồi một cốt. Cao khoảng 45 gì đó. Ừ. Rồi tới ở đây chúng tôi có bán hai cây hoa giấy nha quý vị, hai hoa giấy giống nè. Quý vị thấy không? Đó, hai cây là có nhiều giống. Có nhiều, có mấy trăm cây lận, nhưng mà mình quay hai cây thôi cho bà con biết là tượng trưng vậy thôi. Bằng ngón tay cái, bằng ngón giò cái trở lại. Rồi. Nó tương đối vậy đó, cái này đồng tượng giá. Trưng. Đồng giá, cái này là bán cho quý vị là 200.000. Là hai cây gì? Một cây 100, hai cây 200. Nhưng mà tôi có cái ý tưởng như thế này nè quý vị. Đây nè. Ý tưởng như thế này, quý vị mua đi rồi tôi phải mua một cái lồng ha. Rồi. Mua một cái lồng, tôi để vô cái lồng y chang vậy đó, chứ trước nay mấy đứa con tôi ship đi xa quý vị, nó cũng bị bầm dập. Cái này mà mình để mình ship thì nó bị mất ánh nắng rồi nó bị ngột. Cái này nó lật ngược lại gà nó gãy không nghe. Không, có cái này sau này tôi mới để cái bao, giờ tôi mới niền lại, nhưng mà cái này tôi để thử. Cho bà con thấy biết ha, bây giờ mình phải mua cái này mấy chục ngàn. Niền cái chậu lại nha. Ừ. Niền cái chậu cho nó không. Niền cái chậu cho này nó chúi cái đầu. Hả? Sau này mình tưới nước á, mình lấy cái bọc mình bịt lại không có cho đi nước, rồi còn ở trên thì lá vẫn nguyên như vậy. Nhưng mà nó chúi cái đầu ngược là gãy đó. Không có như gì, ta thấy ta đâu có dám để chúi. Nhưng mà niền lại. Niền lại kính ha. Rồi. Rồi cái đó là cái ý tưởng vậy thôi nha quý vị, ấy thì tôi làm mấy gian vậy, còn ở đây tới một cây 200. Là bán theo cặp vậy thôi ha. Cặp mới bán, tại vì chi phí nó nặng. Còn cái này cũng là một cặp mỹ hồng. Con gì? Cặp mỹ hồng giống nó. Cũng chiếc một gà, cốt chiếc luôn. Cành gà, ha. Chiếc cành ra luôn. Rồi. Nhưng mà cái cây này thì bán giá là 240. Có nghĩa là mình bao ship, tôi cũng mua cái lồng giống vậy đó, cái cặp này thì 240.000. Rồi. Còn cái cặp bông giấy hồi nãy thì 200.000, mà nhưng mà tôi bao toàn quất luôn quý vị, bán tôi giao cho đến nhà không còn dập luôn. Số lượng nhiều, số lượng tới mấy trăm cây lận quý vị có mua, tôi đáp ứng yêu cầu quý vị ha. Rồi. Chưa. Còn gì nữa? Còn không có cái cây này nè, cái cây này là kể như là cái mẫu á quý vị. Mẫu hả? Cái mẫu quý vị thấy là cây bông giấy Mỹ đó, cái bông nó đẹp vậy đó, cũng như cái mẫu thôi, chứ cái này tôi không bán, mà ai có xin thì tôi cho luôn. Nhưng mà trả tiền ship có mua đồ mới cho nha. Không có mua là không cho hả? Ừ. Mua cây giống cũng cho luôn phải không? nói chơi cho có con cây vui chứ ông xin tôi cho ông đó. Rồi bắt đầu là như, cuối cùng nha. Bây giờ đi lại cái hàng quay hàng giống đi. Cho bà con ta thấy. Rồi giống đây. Tên nè quý vị, ở đây là một cái hàng bông giấy Mỹ đó quý vị, nó rất là đều ha. Giống bằng ngón giò cái, bằng ngón tay cái. Có nghĩa là mấy trăm cây lận, nhưng mà tôi đem ra một hàng để cho anh chào hàng thôi. Rồi, đó là bông giấy Mỹ, và bắt đầu hết với Mỹ tới Mỹ hồng giống nè. Thấy không? Tới Mỹ hồng giống, nó Mỹ hồng giống mới gian vậy, một cốt không. Trong vườn còn nhiều, cái này còn mới đem ra để giới thiệu sơ vậy thôi. Giới thiệu sơ thôi. Rồi bên đây nữa nè. Rồi bên đó cây, nữa đó. Cây gì nữa? Thì cũng nó nữa đó. Nó nữa ha. Nhờ nó nữa. Rồi. Thì kính thưa quý vị, trước nay chúng tôi cũng lên clip để bán, nhưng mà cũng có một số nó trục trặc cái đề ship. Quý vị cũng thông cảm về vấn đề ship đường xa nó bị chạy chặt. Giờ nó có khi nó hư bông mà không nhận, có khi trả lại cũng đau lòng cho mấy đứa tôi. Mua bán thì không có lời bao nhiêu, mà quý vị biết đó, sau này mấy cái anh ship cũng vậy nha, nhớ nhẹ tay giùm. Nếu mấy anh làm nặng tay chúng tôi mua bán bị thua lỗ thì chắc chắn là mấy đứa tôi phải nghỉ. Nhưng mà mấy đứa tôi nghỉ thì không có ship thì mấy anh cũng bị thất thu nha, nếu mình nhẹ tay để mình hợp tác làm. Thì cuối cùng cuối clip cũng chúc tất cả quý vị trong cả nước ủng hộ cho anh Năm Mến để có những cái việc làm càng ngày nó càng phát triển hơn. Trân trọng kính chào ạ. Rồi tạo nhiều cây giống bán ha. Dạ. Rồi chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào những clip sau.